Chi nhánh Hai Bà Trưng được thành lập vào tháng 7 năm 2008. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, chi nhánh Hai Bà Trưng ngày càng phát triển lớn mạnh với 5 điểm giao dịch khang trang đặt tại vị trí trung tâm của quận Hai Bà Trưng gồm trụ sở chi nhánh 459C Bạch Mai, phòng giao dịch Minh Khai, phòng giao dịch Nguyễn Đức Cảnh, phòng giao dịch Vân Hồ và phòng giao dịch Nguyễn Du. Trong 7 năm hoạt động, khối sàn giao dịch chi nhánh Hai Bà Trưng đã giành được một số thành tích đáng khích lệ như chi nhánh đạt giải khuyến khích cuộc thi sàn giao dịch kiểu mẫu năm 2012, phòng giao dịch Vân Hồ, trước đây là phòng giao dịch Ló Đúc đoạt giải phòng giao dịch xuất sắc cuộc thi sàn giao dịch kiểu mẫu năm 2012, giải nhất cuộc thi ảnh nụ cười MB, giải nhì cuộc thi ảnh nụ cười MB năm 2013, giải ba cuộc thi ảnh MB và các đơn vị quân đội năm 2014. Những giải thưởng này vừa là sự khích lệ, vừa là động lực thúc đẩy cán bộ nhân viên khối sàn giao dịch chi nhánh Hai Bà Trưng không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt được nhiều hơn nữa thành tích trên cả đấu trường tri thức và nghiệp vụ. Hai Bà Trưng là một trong những chi nhánh đứng đầu khu vực Hà Nội về lượng thu chi tiền mặt và số lượng khách hàng truyền thống lớn sử dụng đa dịch vụ tại MB. Nhận thức được điều đó, cán bộ nhân viên khối sàn giao dịch luôn chủ động tích cực trau dồi kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, chú trọng rèn luyện kỹ năng thường xuyên liên tục như kỹ năng đếm tiền, đóng bó, kỹ năng hạch toán, tính lãi, kỹ năng tư vấn, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và hiểu biết về sản phẩm dịch vụ. Với các tiêu chí đo lường đánh giá như chất lượng dịch vụ, SLA, 5S, khối sàn giao dịch chi nhánh Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều chương trình kiểm tra, đào tạo nội bộ, thi đua rèn luyện, trau dồi và ngày càng hoàn thiện hơn chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực bán hàng phục vụ phát triển kinh doanh. Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại sàn giao dịch, thúc đẩy kinh doanh và tăng thu dịch vụ, Ban Giám đốc chi nhánh Hai Bà Trưng đã phát động cuộc thi Golden Bee từ đầu năm 2015. Đây là cuộc thi với quy mô lớn lần đầu tiên dành cho khối sàn giao dịch được tổ chức tại chi nhánh Hai Bà Trưng với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, nhân viên tại sàn giao dịch gồm kiểm ngân, giao dịch viên, tư vấn viên. Cuộc thi Golden Bee đến nay đã đi được 2/3 chặng đường. Ngay từ những ngày đầu khởi động, phòng giao dịch và bán hàng thực tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, cán bộ nhân viên khối sàn giao dịch đã rất tích cực và hăng hái hưởng ứng cuộc thi. Điểm ghi nhận trong vòng 1 được tổng kết gồm điểm chấm chất lượng dịch vụ nội bộ, khách hàng bí mật và kết quả bán chéo sản phẩm dịch vụ bình quân 6 tháng đầu năm 2015. Ngày 15 tháng 8 năm 2015, chi nhánh đã tổ chức vòng 2, vòng thi lý thuyết và thực hành bán hàng, vô cùng gay gắt và sôi nổi. Chúng tôi đã ghi lại những suy nghĩ và cảm nhận của các thí sinh ngay trong ngày hôm ấy. Hôm nay em có tham dự cuộc thi Golden Bee của chi nhánh Hai Bà Trưng. Vừa rồi em có tham gia bài thi lý thuyết. Em thấy là bài thi cũng vừa sức với cả các bạn giao dịch viên. Với cấu trúc đề thi là 30 câu lý thuyết thì phủ rộng trên tương đối nhiều các loại công văn. Thì mức độ câu hỏi như vậy thì cũng phù hợp với cả các bạn giao dịch viên. Tuy nhiên là chắc là có thể là do cá nhân em thì cũng có chuẩn bị rất nhiều các công văn nên là đôi có một số chi tiết là cũng nhớ chưa chính xác. Nên là kết quả có lẽ là cũng chưa được như kỳ vọng của bản thân ạ. Và như qua đây thì em cũng nghĩ là em sẽ rút kinh nghiệm cho đợt thi chức danh hoặc là các kỳ thi sắp tới là sẽ cố gắng và sẽ bám sát vào các cái công văn kỹ càng hơn để có thể trả lời được những câu hỏi trong các cuộc thi sắp tới ạ. Những cuộc thi như thế này thì cũng rất là bổ ích ạ và nó cũng là một cái cơ hội để các bạn giao dịch viên có thời gian tập trung hơn vào các cái công văn tài liệu để nâng cao tay nghề cũng như là chuyên môn nghiệp vụ cũng như cái khả năng của mình phản ứng nhanh hơn và tốt hơn đối trước những cái tình huống mà khách hàng đưa ra. Và em nghĩ rằng là cuộc thi này không nên chỉ dừng lại ở trên Hai Bà Trưng mà nên nhân rộng đối với rất nhiều các chi nhánh ở trên toàn hệ thống của MB. Chẳng hạn như có thể Golden Bee của MB Hai Bà Trưng, Golden Bee MB Điện Biên Phủ, sau đó chúng ta có một Golden Bee của cả hệ thống ngân hàng quân đội ạ. Tiêu chí để lựa chọn chấm điểm cuộc thi Golden Bee cũng chính là một trong hai nền tảng của MB, đó là văn hóa cung cấp dịch vụ và thực thi nhanh hướng tới khách hàng với tầm nhìn hướng tới ngân hàng thuận tiện. Cuộc thi Golden Bee đã đi đến vòng chung kết và chọn ra được 3 đội thi xuất sắc nhất ngày hôm nay. Ôi, thần linh ơi. Xin chào các bạn, mình là cô dâu 8 tuổi Anna Đi Hạnh Linh. Mình cách đây 12 năm, mình 8 tuổi. Mình đến từ đội Ong Thợ thuộc đại gia đình MB Hai Bà Trưng. Sở thích của mình là xem các bộ phim dài tập,
và giao dịch với hàng nghìn khách hàng, bán chéo nhiều sản phẩm về thẻ và ngân hàng điện tử. Đến với cuộc thi này, phương châm của đội Ông Thợ chúng mình là nhất định phải chiến thắng, nếu không mình không phải cô dâu 8 tuổi nữa mà là cô dâu 1.800 tuổi. Ôi trời ơi. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Minh Nguyệt, kiếm ngân hot nhất Vịnh Bắc Bộ. Xin mời quý vị và các bạn đến với tình hình thời tiết của MB2 Bà Trưng ngày hôm nay. Nhiệt độ thấp nhất trong phòng giao dịch hiện tại là 16 độ C, nhiệt độ cao nhất của nước sôi là 100 độ C. Tại khu vực Biển Đông có gió giật mạnh cấp 2, cấp 3, có khi lên đến cấp đại học. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với một hiện tượng lạ trên cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Xin mời ạ. Này này, phần thi tài năng của đội Ông Thợ của chúng tôi mới chỉ là dự kiến. Mà đã là dự kiến thì hoàn toàn có thể thay đổi được. Đã nói đến dự kiến, thay đổi 5, 10, thậm chí là 14 lần cũng là chuyện đương nhiên. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Tôi là Thanh Trà, biệt danh Trà Đá, cùng bỏ gậy. Đội Ông Thợ của chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng, nhất định là như vậy. Tôi biết các bạn ở phòng nào rồi đấy. Một khi đã động đến lòng tự ái và tự trọng của cung bỏ gậy, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy cái thể của đội chúng tôi lợi hại như thế nào. Vê vè, vè vê, nghe về nhiệm vụ. Ông vàng thực thụ, có nhóm chúng tôi, đội ong sâu kêu, chiều nào cũng tập. Hạnh tạ là tôi, sở thích ăn xôi, thân gà đôi luộc, quyết tâm thắng cuộc, tư vấn Hoàng Oanh, yêu thích màu xanh, chưa có anh nào. Hải Yến xin chào quý vị khán giả, giao dịch vất vả, nụ cười trên môi. Cả nhóm chúng tôi kính chúc đại biểu hạnh phúc an khang, chúc các đội thi tự tin bình tĩnh, kính chúc hội thi thành công rực rỡ. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Ông sâu kêu chiêu chiêu đạt giải. Sau khi lựa chọn tên bài hát là tên của đội, chúng tôi đã có một phát hiện vô cùng thú vị. Từ vành trong từ chim vành khuyên, nó gợi lên một hình ảnh tròn trịa và hoàn hảo. Còn từ khuyên là giống như một sợi chỉ xuyên suốt để có thể gắn kết ba thành viên tại ba vị trí chức danh khác nhau, tạo nên một team trọn vẹn và đầy đủ. Và chúng ta hãy cùng đi tìm hai thành viên còn lại của đội chúng tôi nhé. Ô kìa, ai đó đằng xa, hỏi ra mới biết. Tôi là Chu Trang, kiểm ngân dịch vụ khách hàng, đếm tiền mệt nghỉ vững vàng đôi tay. Nói về tôi thì không có gì là đặc biệt cả, tôi là một con người rất là bình dị, hiền lành, chân chất, ngoan ngoãn, thông minh, đáng yêu, học giỏi và rất mực khiêm tốn. Duy chỉ có một điều xấu đấy là hay nói điêu hơn. Đến với cuộc thi này, chúng tôi cam kết sẽ thi đấu trung thực, cống hiến hết mình. Xin chúc cuộc thi thành công rực rỡ. À quên, với ba linh vật được lựa chọn của đội đó là chim, ong, bướm, ba loài có mối quan hệ tương thân tương ái với nhau. Slogan của đội cũng vô cùng hướng tới thiên nhiên và cũng môn thú, đó là cứng như chim, mềm như bướm, chung như ong. Điều đó có nghĩa là sự cứng cáp vững vàng trong nghiệp vụ, sự mềm mại linh hoạt trong giao tiếp, sự chu đáo tận tâm trong chăm sóc. Một lần nữa, xin chúc cuộc thi thành công rực rỡ. Với mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích, lý thú và tạo được không khí thi đua nhằm không ngừng nâng cao tinh thần nỗ lực, trao dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng trong đội ngũ nhân viên sàn giao dịch. Hy vọng rằng cuộc thi Golden Bee sẽ là một khởi đầu mới cho nhiều chương trình sắp tới dành cho khối sàn giao dịch chi nhánh 2 Bà Trưng. Kính chúc cho cả 3 đội thi ngày hôm nay bình tĩnh, tự tin,
cống hiến hết mình để cuộc thi thành công rực rỡ. Và chúng tôi xin chính thức tuyên bố, vòng thi chung kết cuộc thi Golden Bee lần thứ nhất năm 2015 xin được bắt đầu.